Sức khỏe tâm an, xin chào cô chú cùng anh chị em. Ngò rí là một loại rau nêm, không thể nào thiếu trong những món ăn. Gốc ngò rí kết hợp với đường nâu, nó là một thần dược cho sức khỏe. Để biết được công dụng của gốc ngò rí tốt như thế nào, thì sức khỏe tâm an mời cô chú cùng anh chị em mình thực hiện cách làm hôm nay nha. Trước tiên, mình sẽ cho một ít nước vô trong cái tô. Mình cho thêm vô đây một ít muối và mình sẽ cho cái gốc ngò rí vô đây ngâm. Gốc ngò rí sau khi mình ngâm trong nước muối được 10 phút rồi đó. Và bây giờ mình sẽ dùng một cái bàn chải đánh răng. Mình sẽ chà cho cái phần gốc này nó thật là sạch. Lý do là cái phần gốc nó ở dưới đất á, cho nên là tạp chất nó rất là dơ. Mình cần phải làm thật là sạch. Mình chà khi thấy cái gốc nó trắng như vậy nè. Mình sẽ cho qua một tô nước mới và mình ngâm tiếp. Công dụng của gốc ngò rí. Thứ nhất, nó rất tốt cho não bộ và tăng cường trí nhớ, giảm lo âu và căng thẳng. Thứ hai là giải độc gan, giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch, trị loãng xương, tốt cho người bị sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, ngăn ngừa ung thư, kiểm soát đường huyết, cải thiện thị lực và điều trị mất ngủ. Rất nhiều vitamin A, vitamin C, rất tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể. Mình sẽ rửa thêm 1-2 lần nước nữa để cái gốc ngò rí nó sạch hơn. Ngò rí sau khi mình rửa sạch rồi thì nó còn lại là 50g. Bây giờ anh chị mình sẽ cắt nhỏ cái gốc ngò rí này ra. Ở miền Nam thì gọi là ngò rí, ở miền Bắc thì nó còn một cái tên gọi nữa là rau mùi. Cái gốc ngò rí thì nó sẽ tốt hơn là cái thân. Nhưng nếu cô chú anh chị mình ở nước ngoài không có cái gốc ngò rí thì mình dùng cái thân ngò rí và cái lá ngò rí luôn cũng được luôn nha. Tuy nhiên là mình sử dụng cái phần gốc ngò rí thì nó sẽ tốt hơn. Nó rất nhiều vitamin A, vitamin C. Có những lúc cô bác anh chị mình lớn tuổi đó, rồi nhiều khi nhớ nhớ quên quên, mình nên thường xuyên dùng cái nước gốc ngò rí này nè. Nó rất tốt cho trí não. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng một củ gừng tương đương khoảng 30g. Mình sẽ gọt bỏ cái phần vỏ bên ngoài. Công dụng của củ gừng, nó sẽ chữa cảm lạnh, điều trị về bệnh đường tiêu hóa, giảm cholesterol và ngăn ngừa tiểu đường. Anh chị mình cũng có thể đập dập hoặc là cắt sợi ra. Mình cho tất cả nguyên liệu vào trong một cái bình thủy hoặc là một cái ấm như thế này. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng một trái chanh. Nếu anh chị mình thích nó có độ chua nhiều á thì mình sử dụng một trái, còn không thì ít thôi. Công dụng của trái chanh, nó tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa sỏi thận, cải thiện sức khỏe và tim mạch. Mình dùng 2 lát thôi để tạo mùi thơm. Tiếp theo, sức khỏe tâm an, sẽ cho vô đây 1.5 muỗng canh đường. Mình dùng cái đường nâu như vậy nè, nó rất tốt cho sức khỏe. Nếu cô chú anh chị mình không thích dùng đường á, thì mình cũng có thể thế vào là mật ong thì cũng được luôn. Bây giờ mình sẽ cho 1.5 lít nước sôi vô. Anh chị mình sử dụng cái bình thủy á, thì mình sẽ giữ ấm được cái phần nước này lâu hơn. Hoặc là mình dùng cái ấm nấu nước á, mình cho vô, mình nấu lên, mình chờ nó sôi rồi mình tắt luôn. Mình sẽ dùng cái nước gốc ngò rí này thay thế như là nước trà. Mỗi tuần mình sẽ dùng 3 ngày. Chỉ sau một thời gian ngắn, trí nhớ của mình nó cải thiện rất là rõ rệt. Chế nước gốc ngò rí ra mà nó quá trời thơm luôn. Rất là thơm luôn nha. Và sức khỏe tâm an, mời cô chú cùng anh chị em mình dùng nước gốc ngò rí này nha. Một loại nước thơm ngon và rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là nó giúp cho trí tuệ được minh mẫn hơn. Video công dụng của gốc ngò rí hôm nay, sức khỏe tâm an chia sẻ, đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an.
Xin chào và hẹn gặp lại.